Ở bên biệt thự quận mấy ta? Đây là quận 9 này. Lắp cho chị hai con bơm Windy 300W cái inox model 2024 này. Một bộ trở lại an toàn cho phao điện máy bơm này. Một cái phao điện này. Mang cái này theo luôn, cái nào để sức cua. Chỉ muốn xài loại nào thì xài. Ống có thay qua hai con bơm nha, chỉ có hai sẵn. Có hai con bơm. Chỉ có hai con bơm, đều là một con bơm cơ, một con dòng chảy, kết hợp không được á, nên sẽ thay qua bơm Minh Tân. Con này là của Hitachi nha, nhưng mà nó kêu tật tật. Giờ sẽ chuyển con này để có thành con đẩy cao để hút nước từ cục đẩy lên bồn trên, bồn trên kia, nó bồn trên kia. Được con bên tần, một con nước lần nó, một con nước đóng trên kia. Giờ là còn nhiều nhà nữa. Để đây đúng không? Ừ, chỉ có để đó thôi. Gọn nhất có thể. Con cho nước nóng, cho nước lạnh. Con bơm lên tay. Bơm tè nó gắn bơm thì mình sẽ đi dây điện. Anh lên, em đưa anh lên nhá. Lắp bơm được không vậy? Hả? 5 phút là xong rồi. Ok. Đây cái bồn nước ở đây này. Chỉ có phao cơ chứ có phao điện, giờ mình sẽ đi phao điện cho con bơm ở dưới ha. Ở trên kia thì có con nước nóng ở trên nữa. Thay trên kia luôn. Bơm Minh Tân nước lần thì ok, lắp ở đây rồi đúng không? Cái bộ chuyển nguồn này này, chuyển 12V nha. Cái dòng này thì nó sẽ kèm theo cái dòng chảy. Nếu anh em không muốn xài dòng chảy thì anh em cứ đấu bỏ đây. Đây là con nút on off và cưỡng chế bằng tay này. Còn đây là nút reset này. LN điền vào 1 2 điền vào này. NL điền vào này. Đây là điền ra này. Đây pha 1 này, đây là dòng chảy này. Đây là rơ le chống càn này. Ok. Giờ mình sẽ lắp, mình sẽ để đây cho nó gọn luôn. Để trong này xong có cái thùng kia che lại luôn. Ok, em băng kéo. Gì nữa? Ta chỉnh rồi.
nó chảy hoa luôn à. Bơm này không ngắt. Giờ mình sẽ thay con này. Con này con dùng chảy. Để thay con bên tần. Con này là con bên tần ha. Thay qua cái dùng chảy kia. Hả? Bơm mà phải để đây thì nó mới thấp hơn cái năng lượng mặt trời nó hút được. À, mình sẽ là cái này mình phải che lại nha, làm thùng che lại nha, không để ngoài trời được. Tại vì nếu để trên kia thì nó cao bằng gần bằng cái bồn phù luôn, nước nó chạy qua không được, cho nên nó sẽ khó hút, cho nên mình sẽ để dưới này nha. Vừa đây phù gắn con nước nóng, giờ sẽ gắn cái điện cho máy để cao. Bên này là nó là điện 12V đấy nhá. Bên này điện 220 này. Điện vào này, điện ra này. Điện vào bơm á là 34 này, mình đến 1 2 3 4 này. Chưa? Rồi, điện vào này. Điện vào là bên này ha. Điện vào. Bên này là ra bơm. Còn đây là đầu xài A1, A2 là phao chống tràn thôi. Cái này là K1, K2 là nó có dưới ra dòng chảy nhưng mình không có xài. Tại vì nước máy ở đây nhiều, mạnh. Còn B1, B2 là chống cạn. Nếu mà không xài thì mình sẽ đấu chung lại với nhau như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ cấp điện thử nha. Teo nhấc cái bơm, nhấc cái phao chứ ngay. Dư vậy nha, cứ dư vậy nha. Ok, teo nhấc. Chứ cứ dư vậy đi. Teo đang nhấc đúng không? Mình muốn cưỡng chế này. Mình muốn cưỡng chế nó thì lại nâng tay. Rồi, thả đáy theo. Thả xuống. Ok. Thì là nó bơm. Ok. Điện này là điện 12V rồi nhá, cực kỳ an toàn. Mình sẽ để trên này. Ở đây, xong này. Nắp này nó đẩy lại luôn. Đó. Ok. Đây là con bơm đẩy cao đang chạy nha. Con bơm mình chưa cắm. Bơm bên tần mình chưa cắm. Bơm này đang hút từ cục đẩy lên bồn trên. Là giờ vệ sinh bồn trên cho nên là mình đẩy lên. Giờ mình sẽ gắm cái bơm vào. Không nghe được nó chạy đâu, nghe con này chạy không à. Xả hơi ra xíu rồi chứ. Rồi, ok, ngắt rồi. Quán nào? Lấy ra hả? Ok. Rồi đưa đây.